皆さん、こんにちは。私は韓国の桜で、今日は韓国の俳優からの大きなニュースを届けします。ありがとうございます。本日、簡単です。và ngày hôm nay, nữ diễn viên Lê Dung AE đã phát đi một thông điệp với một người chồng của một quản lý đang chiến đấu với bệnh tật, đã tiết lộ tôi biết ơn đến muốn khóc. Một câu chuyện hay khác của nữ diễn viên Lê Dung AE đã được thêm vào. Sự quan tâm lồng nhiệt của cô dành cho những người xung quanh lại tỏa sáng. Trước khi quản lý người làm việc với Lê Dung AE và nữ diễn viên Dung Jae-hoon trong nhiều năm, hiện chống chọi với bệnh tật, Dung AE đã đến thăm nhà của quản lý và giúp đỡ trong khi nấu ăn những chuyện anh ấy mua. Lê Dung AE ngược điều người SNS một món quà chân thành đến cảm ơn. Mặc dù đã gặp Dung Ho nhưng anh ấy bày tỏ sự biết ơn vì đã đến những người bạn thân của mình. Điều này được thông báo qua chồng của người quản lý, nam diễn viên An Shin Ho viết trên SNS của mình vào ngày 10. Bạn có đọc được cảm xúc của mình khi chỉ còn mẹ ốm để quay lại phim ngắn mà không thể tình trạng kết thúc không? Cô Dung Jae-hoon gửi đến một người bí mật, nhà giàu, món khác tteokbokki, gà hầm thơm ngon và chăm sóc gia đình tôi. Lê Dung AE, người biết điều này, một món quà tận nhà cho em cô ấy. Điều này đã được thông báo thông qua SNS của chồng của người quản lý, nam diễn viên An Shin Ho. Anh Shin Ho viết trên SNS mình. Bạn có đọc được cảm xúc của mình khi chỉ còn mẹ và bộ phim ngắn để trở về nhà không tẩy trang ngay sau khi kết thúc. Cô Dung AE là một người tốt. Đến nhà một người khác bí mật và làm việc nhà, nấu món tteokbokki, súp gà hầm thơm ngon, thấy tôi chăm sóc gia đình tôi. Lê Dung AE, người biết điều này, đã gửi một món quà đến tận nhà cho em gái cô ấy để cảm ơn cô ấy, đồng thời đưa cô lên đỉnh cao nhất của chuyện ai đã làm. Ngoài ra, tôi còn quan trọng như một em gái thực sự. Tôi rất cảm kích trước tình cảm của hai người và muốn khóc. Lê Dung AE, Lê Dung Un, President. Chuyện tốt tấm lòng, vừa tôi là quản lý team, những bức ảnh được phát hành cùng với một mỹ phẩm quà tặng được gửi bởi Lê Dung AE và Lê Dung AE. Sự cân nhắc ấm áp của hai nữ diễn viên và đã làm dịu đi cái lạnh trong lạnh giá mùa đông. Lê Dung AE, một ngôi sao tiêu biểu luôn kiên trì thực hiện các hành động tốt. Những tin tức liên tục về và đóng góp hành động của Lê Dung AE khiến mọi người rất vui. Anh ấy góp hơn 100 triệu đồng won hàng chục mỗi năm và có ảnh hưởng tốt. Nhưng thị trưởng Lê Dung AE đã tiết lộ ý định quyên góp một cách lặng lẽ và những việc làm không rõ ràng. Người ta ước tính rằng sẽ có nhiều hơn nữa. Được biết, anh thường không chỉ quan tâm đến người cần giúp đỡ ở xa mà còn những người quan tâm thân quen của anh. Arigato gozaimasu. Hongseo. Kamtamisa.